Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay, thứ sáu ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và biết ơn trước những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, đóng góp nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển quê hương đất nước. Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tối ngày 1 tháng 2, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi niềm tin theo Đảng. Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tham gia chương trình có 14 tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, thể hiện tình yêu với quê hương đất nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng. Bên cạnh đó, chương trình cũng có những tiết mục hay ca ngợi về quê hương Hưng Yên và cảm xúc về mùa xuân mới tươi đẹp. Các tiết mục đã mang đến cho khán giả không gian âm nhạc sôi động, ấm áp và ngập tràn cảm xúc, qua đó góp phần khích lệ động viên cán bộ và nhân dân bước vào năm mới Giáp Thìn với tinh thần hăng hái, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chuyển sang thông tin khác. Thời điểm này, thị trường hàng hóa tiêu thụ rất lớn. Đây cũng là thời điểm hoạt động gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để ngăn chặn nhằm ổn định thị trường. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng tăng cao cho nên các siêu thị bán lẻ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã và đang chuẩn bị hàng hóa, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Các mặt hàng được chuẩn bị nhiều là bánh kẹo, nước ngọt, bia, rượu và các mặt hàng đồ khô thiết yếu khác. Để công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, các siêu thị, cửa hàng bán buôn, bán lẻ cam kết không bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu và hoạt động gian lận thương mại. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa điểm ra các chiêu trò lừa đảo trực tuyến có khả năng được các đối tượng lừa đảo sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân. Các hình thức lừa đảo chủ yếu là chiêu lừa mua vé máy bay giá rẻ dịp Tết, lừa đảo việc làm thêm cận Tết, giả cán bộ công an, luật sư hỗ trợ lấy lại tiền đã mất, lừa đảo vay tiền qua app tín dụng đen, lừa đảo nhận quà trúng thưởng dịp Tết. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo không làm theo hướng dẫn của đối tượng khi chưa xác minh được danh tính, không truy cập vào các đường link lạ hoặc tải các ứng dụng lạ, liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời về chương trình khuyến mãi, trao thưởng mà bên kia cung cấp, bởi các chương trình khuyến mãi, trao thưởng lớn đều phải được đăng ký và cấp phép. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo một số sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Nhiệm vụ quan trọng nhất là giao công an thành phố quyết liệt triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến đường cao tốc, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng, đỗ trái phép. 44 máy bay Airbus A321neo sẽ phải tạm dừng khai thác để kiểm tra động cơ. Việc này có thể sẽ khiến các hãng hàng không Việt Nam gặp khó khăn khi nhu cầu đi lại tăng cao. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị tuân thủ và thực hiện thông báo kỹ thuật khẩn đối với động cơ PW1100G trên đội máy bay Airbus A321neo khai thác bởi các hãng hàng không Việt Nam. Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá của Tổ an toàn khai thác máy bay Airbus A321neo sử dụng động cơ PW1100G,
Cục Hàng không yêu cầu Vietnam Airlines và Vietjet tuyệt đối tuân thủ và thực hiện ngay toàn bộ các nội dung chỉ dẫn của nhà chế tạo với động cơ PVK1100G và các phiên bản cập nhật tiếp theo, đồng thời yêu cầu hai hãng hàng không báo cáo kết quả kế hoạch thực hiện về Cục Hàng không trước ngày 15 tháng 2. Chuyên trang du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố top 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong đó có thủ đô Hà Nội. Chuyên trang du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố top 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều trong dịp Tết Giáp Thìn, trong đó có thủ đô Hà Nội. Theo Booking.com, Tết Nguyên đán, Tết âm lịch của người Việt Nam là khoảng thời gian dành cho những buổi đoàn viên hạnh phúc, những phong tục tập quán lâu đời và hướng tới hành trình tràn đầy hy vọng cho một năm mới. Đây cũng là dịp người Việt Nam trở về quê hương, đoàn tụ với những người thân yêu và cùng nhau đón năm mới, đi du lịch để tạo nên những kỷ niệm khó quên. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày 23 tháng Chạp là ngày Tết ông Công ông Táo. Theo quan niệm dân gian, vào ngày này các gia đình đều chuẩn bị mâm cúng tươm tất và phóng sinh cá chép để tiễn ông Công ông Táo về trời với mong muốn năm mới nhiều điều bình an và may mắn. Qua nhiều thế hệ, nét đẹp của ngày Tết ông Công ông Táo vẫn luôn được mọi người trân trọng và giữ gìn. Cũng như mọi năm, vào mỗi dịp 23 tháng Chạp, chị Hà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã đi chợ từ sớm để chuẩn bị thực phẩm hoa quả và cá chép để làm mâm cỗ cúng sao cho thật đầy đủ và tươm tất. Với gia đình chị, mâm cỗ cúng ngày Tết ông Công ông Táo không cần quá cầu kỳ nhưng cũng phải chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ để thể hiện sự thành tâm của gia đình. Theo quan niệm dân gian của người Việt, ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, ông Táo là ba vị đầu sau trông coi việc bếp núc. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các vị thần này sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình, báo cáo việc làm tốt và chưa tốt của con người trong suốt một năm qua. Sau khi làm lễ, cá chép được gia chủ thả ra sông hoặc ao hồ, vùng nước rộng để phóng sinh, bên cạnh ý nghĩa là phương tiện đưa ông Công ông Táo về trời, nghi thức phóng sinh cá chép cũng là hành động gìn giữ và nuôi dưỡng môi trường sống hiện nay. Chuyển sang phần tin quốc tế. Du lịch hàng không trong năm 2023 đã tăng lên mức 94% so với năm 2019. Điều này phản ánh sự phục hồi ngoạn mục của ngành hàng không sau đại dịch COVID-19. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, hoạt động đi lại hàng không nội địa tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ, dẫn đầu sự phục hồi trong năm 2023. Chỉ số khách luân chuyển, tính bằng tổng số hành khách trả phí nhân với quãng đường bay, cho thấy các chuyến bay nội địa đạt 104% mức của năm 2019 nhờ sự chấm dứt các hạn chế đi lại ở Trung Quốc, nơi chứng kiến hoạt động đi lại hàng không tăng tới 139% so với năm trước đó. Trong khi đó, du lịch quốc tế trong năm 2023 phục hồi chậm hơn, bằng 88,6% mức của năm 2019. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần, Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn nhằm chuẩn bị ứng phó với tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài, kèm mưa và tuyết rơi dày đặc. Theo hướng dẫn do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện ban hành, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt sẽ kéo dài ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này trong những ngày tới. Một số khu vực sẽ phải hứng chịu lượng tuyết rơi kỷ lục, gây gián đoạn giao thông, nguồn cung điện và sinh kế. Hướng dẫn kêu gọi tăng cường nỗ lực theo dõi và dự báo các biến động thời tiết, nhấn mạnh sự cần thiết phải điều phối các mạng lưới giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngành đường sắt và hàng không dân dụng. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc diễn ra từ ngày 10 tới 17 tháng 2. Mỗi năm vào dịp này, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc trở về quê hương đoàn tụ với gia đình và bạn bè. Hoa hồng vốn là một trong những món quà không thể thiếu mỗi dịp lễ tình nhân Valentine. Ngày các cặp đôi được thể hiện sâu sắc hơn tình yêu của mình dành cho một nửa còn lại. Năm nay, hoa hồng Colombia dự kiến sẽ là một trong những mặt hàng được săn lùng nhiều nhất trong mùa lễ đặc biệt bởi độ bền và màu sắc tươi tắn, đẹp mắt. Tại một trang trại cách thủ đô Bogota khoảng 10 km, những người trồng hoa giàu kinh nghiệm đang thuần thục thu hoạch hoa chỉ bằng một tay. Tay còn lại nâng niu từng bông hoa hồng đỏ. Những bông hoa này sẽ được đưa vào dây chuyền để kiểm tra, phân loại và xử lý cho đẹp trước khi đóng gói để xuất khẩu. Hoa hồng Colombia được xem là loại hoa được ưa chuộng nhất trong ngày lễ tình nhân, đặc biệt là tại các thị trường tiêu chuẩn cao, trong đó có Mỹ và các quốc gia châu Á. Ngày lễ tình nhân chiếm 15% tổng lượng hoa xuất khẩu của Colombia sang các quốc gia khác. Năm ngoái, 52.000 tấn hoa cắt cành đã được xuất khẩu để phục vụ dịp lễ này, trị giá khoảng 380 triệu đô la Mỹ.
Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.